thiêu trụi, trông như một cái hốc đen sì của chị ta hướng về phía tôi, như đang gắng gượng mở miệng để phát ra tiếng gì đó. Nhưng cái miệng không còn môi, chỉ có thể há hốc ra mà thôi. Tôi định gọi anh Sư Trê ngồi cạnh cùng ra đó xem là xảy ra chuyện gì. Liệu xưa này vùng núi Kelamer này từng có sự việc nào tương tự như xác người chết cháy mà còn có thể đứng dậy không? Có điều ngoảnh đầu lại nhìn thì anh Sư Trê mới ngồi đó nói chuyện với tôi đã đi đâu mất. Chỉ thấy gió lạnh trong đêm băng giá tạt từng mảnh tuyết lớn ù ù xối vào vách tường. Trong lòng như cũng buốt lạnh vì gió tuyết, tôi bất chợt rùng mình, nhổm cả người dậy, đưa mắt nhìn kỹ, vẫn thấy anh Sư Trê ôm súng săn ngồi ngay cạnh, đưa túi ra lên miệng ừng ực nốc rượu thanh khoa, lại dõi mắt nhìn ra chỗ đặt thi thể Hàn Thục Na. Đống tuyết vẫn im lìm không hề động tĩnh. Thì ra ban nãy tôi ngủ gật, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đã nằm mơ ác mộng rồi. Nếu nói ban ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao làm vậy thì cũng không có gì lạ. Có điều cảm giác kinh hãi của tôi trong giấc mơ rất thực, liệu có phải là dự cảm hết sức vi diệu nào đó? Anh Sư Trê đưa tôi túi rượu. Mới nói vài câu, chú đã ngủ rồi. Hôm nay chắc là mệt ha. Tôi đã hâm nóng rượu, uống vài ngụm đi. Thần linh trong rượu thanh khoa sẽ giúp chú rũ bỏ thân xác mệt mỏi này. Tôi đón lấy túi rượu dốc uống hai ngụm lớn, rồi bật dậy. Vẫn muốn đi ra xem kỹ, phải tận mắt xác nhận thi thể của Hàn Thục Na, chỗ đống tuyết không hề có biến đổi gì, tôi mới yên tâm được. Không ngờ vừa nhổm dậy đã nghe sau vách băng vang lên một tiếng phụt dài. Một quả pháo sáng bay vút lên không trung. Lúc dựng trại, bọn tôi đã đặt vài quả pháo sáng xung quanh để đề phòng lũ sói giữ tấn công. Pháo sáng đều được bố trí sau mấy gò băng. Từ bên ngoài muốn vào doanh trại buộc phải vượt qua mấy cái gò đó. Quả pháo sáng gắn một cây phun nhỏ khiến nó có thể treo lơ lửng trên cao một lúc. Gió lạnh phập phù, quả pháo sáng trắng rật rờ trên bầu trời đêm, soi sáng cả dải sông băng ngập tuyết bằng thứ sáng trắng chớp chới, nhìn lóa cả mắt. Giữa màn gió tuyết mênh mông, mười mấy con sói lớn hiện ra lố nhố. Chúng đã tiến gần bờ tường băng mà tôi chất lên, chỉ còn cách chừng mười mấy mét đổ lại. Bọn này quả nhiên đã lợi dụng đêm mưa tuyết mò đến tấn công. Lúc trước chúng tôi để ý phân tích kết cấu sông băng rồi. Ở đây mùa này đã rất lâu không có tuyết, tiếng nổ của loại súng hạng nhẹ chắc không dễ gây lở tuyết trên núi xuống. Thế nên tôi dứt khoát rút khẩu M911 ra, kéo chốt quỳ lát, bắn một phát mở màn. Anh Sư Trê cũng giơ khẩu súng săn, nhắm chuẩn vào bầy sói dữ vừa lặng lặng mò đến, nổ đoàn một phát tiếp theo. Bầy sói đang lặng lẽ áp sát vào, chủ ý có thể là đợi tới chân vách băng sẽ đột kích bất ngờ. Ai dè bị pháo sáng bắn lên, lóa hết cả mắt, luống cuống nằm dạp cả trên mặt tuyết, thành ra những cái bia cho chúng tôi ngắm bắn. Tuyển Béo nghe thấy tiếng súng, cũng vờ vũ khí lập tức chạy ra tương trợ. Súng ngắn súng dài nhất tề bắn ra, diệt chết ngay một lúc mười mấy con sói. Ba con sói lớn còn lại thấy tình hình không ổn, liền quay đầu rút lui, liên tiếp bị Tuyển Béo hạ gục. Xác sói nằm chỏng chơ trước bờ tường băng, mặt tuyết trắng tinh loang lộ vệt máu. Tuyển Béo vừa hạ thủ con sói cuối cùng, quả pháo sáng lơ lửng giữa trời cũng mở dần, màn tối lại trùm xuống dải sông băng. Chỉ nghe tiếng gió hú chập chờn ai oán. Ở dải Phượng Hoàng Thần Cung trên sông Long Đỉnh này, gió dồn cả ở dưới thấp, các khe hình thành giữa núi tuyết này với núi tuyết khác đều là những đường gió hút. Càng lên cao, sức gió sẽ càng yếu. Tới đỉnh núi tuyết thì hầu như gió lặng hẳn. Còn sông băng không khác nào một lòng giếng đựng gió, hình cái phễu. Lại thêm tuyết lớn bạt ngàn, khiến tầm nghe tầm nhìn xung quanh đây rất thấp. Tuyển Béo ngồi chồm hổm tránh gió dưới bờ tường băng bảo tôi: Nhật này, vừa rồi anh em ta dạy cho lũ sói kia một bài học, chắc lũ khốn không dám bén mảng nữa đâu. Vậy là có thể ăn ngon ngủ yên nhỉ. Tôi về lều ngủ tiếp đây, có chuyện gì thì cứ gọi. Lúc nãy đang nằm mơ cưới được vợ, mới cưới được một nửa thì bị đánh thức, phải đi mở tiếp tập 2 vậy.
Tôi bảo Tuyền Béo chớ có chủ quan khinh địch, đợi thắng lợi hoàn toàn ngủ cũng chưa muộn kia mà. Hiện giờ chiến sự còn lâu mới kết thúc, bao giờ chúng ta lột được ra con sói chúa lồng trắng, treo lên cây cờ, lũ sói mấy con đầu đàn mới không nguy hiểm nữa. Anh Sư Chê cũng lên tiếng: Người anh em Tu Chí nói đúng đấy, bọn sói này giảo quyệt lắm, cần phải đề phòng chúng giả tu hút chúng ta ở đây, để một bọn sói khác đi vòng sau lưng. Lũ sói đó áp sát vào gần rồi thì không thể dùng súng nữa, sợ là anh em ta dễ bắn vào nhau mất. Nghe anh Sư Chê nhắc, chúng tôi mới ngẫm ra khả năng đó rất là cao. Anh Sư Chê quá am hiểu tập tính của bầy sói. Qua cuộc va chạm nhỏ vừa rồi, có thể thấy bầy sói nhất định sẽ chia quân ra cắt đường rút phía sau chúng tôi. Lều trại của chúng tôi dựng lại bên huyệt mộ của giáo chủ Luân Hồi Tông, cách hai bên một đoạn xa đều có khe bằng, không dễ gì vượt qua. Tùy trước mặt sau lưng đều đã bố trí pháo sáng, sợ là cũng không thể trông cậy cả vào tác dụng của pháo sáng được. Mọi người hội ý nhanh, quyết định thả đón đầu chặn đánh trước khi lũ sói kịp lần ra phía sau tấn công, bất ngờ ra đòn, còn hơn là cố thủ tại chỗ, chịu đựng bọn chúng quấy nhiễu cả đêm, ngủ cũng không yên giấc. Anh Sư Chê đoán đội quân chủ lực của bầy sói đang ở phía sau chúng tôi. Từ hướng đó đến đây ngược gió, chúng đã phát giác ra tiếng súng và mùi người. Hẳn muốn nhân lúc chúng tôi sướng rên vì chiến thắng, quên đi tâm lý phòng ngừa mà tản ra đi nghỉ, sẽ bất thình lình ập tới. Chúng tôi phải lựa chỗ sơ ý của chúng mà đánh lừa, hành động chớp nhoáng, chứ cứ rẻ rà để chúng phát hiện ra có biến thì e là đêm này khó mà diệt gọn kẻ địch. Sơ Lê Dương nói lũ sói đánh hơi nhạy lắm, chúng ta lại ở đầu gió, rất dễ bại lộ, phải làm cách nào mới lừa được chúng. Anh Sư Chê không trả lời, lăng mình nhảy qua bức tường băng, sành sạch kéo xác con sói ở gần nhất lại, bảo chúng tôi quẹt ít máu sói lên trán. Theo truyền thuyết của người dân bản địa, trong muôn loài chỉ trán người có linh hồn cư ngụ quanh vùng trán. Sói dữ là ma đói Atula, mũi và mắt bọn chúng đều mù điếc với cơ thể người, nhưng lại nhìn thấy linh hồn người. Mà sau khi người và động vật chết đi, linh hồn mới lìa khỏi thân xác. Trong máu con sói vừa chết này vẫn còn linh hồn sói, lấy máu nó bôi lên trán sẽ che khuất linh hồn người. Làm cách này có thể mê hoặc đánh lừa được chúng. Tôi nghĩ bụng, truyền thuyết chưa chắc đã là sự thật, nhưng bôi lên trán thứ máu nồng nặc tanh ngòm này quả là át được mùi cơ thể. Bèn nghe anh Sư Chê lấy dao găm lính dù thọc vào cổ con sói. Con sói này vừa chết chưa đầy mấy phút, máu chưa đông, hơi nóng vẫn còn bốc lên hôi hổi. Mỗi người lấy ba ngón tay quẹt máu, bôi ngang qua trán, rồi mang vũ khí, tắt hết đèn đóm, mò mẫm về phía dốc băng ở đằng sau. Dốc băng này nằm ở khoảng chính giữa của sông băng Long Đỉnh. Trên sông băng cổ này có rất nhiều dốc băng trồi lên thụt xuống kiểu như thế. Khi mới tới chúng tôi không để ý, chỉ cảm thấy những dốc băng nhô cao che chắn gió tuyết rất tốt, nên quyết định dựng lều trại ở chân dốc. Đến khi tôi và Sơ Lê Dương leo xuống hố băng, xác định rõ vị trí tháp ma 9 tầng rồi, liền cảm thấy dốc băng này có gì đó không bình thường, rất có thể là nơi mai táng băng xuyên Thủy Tinh Thi. Mọi người che chắn cho Minh Túc và A Hương ở giữa, nằm sấp phủ phục trên băng tuyết ngay dưới mỏm dốc. Trang bị của chúng tôi đủ để ứng phó với môi trường ở nơi địa cực, nên cũng không lo. Dải Long Đỉnh không quá cao, và lại có cầu, ngưng gió thì nóng, ngưng tuyết thì lạnh. Đợt rét ẩm thực sự phải sau khi tuyết ngừng rơi mới bắt đầu. Thành ra, khi tuyết ngừng, bầy sói nhất định phải rút vào rừng, bằng không sẽ chết cóng. Vì vậy tuy trời đổ tuyết lớn, nhưng không đến nỗi lạnh lắm. Có điều nằm sấp trên băng tuyết không phải là việc dễ chịu gì. Tôi chỉ ngón trỏ xuống, ra hiệu mọi người dừng lại. Tôi và anh Sư Chê bịt kín mũi miệng, chỉ để lộ vệt máu sói trên trán, lần lượt nhô đầu ra khỏi mỏm dốc, nhìn xuống phía chân dốc bên kia, ngóng xem có động tĩnh gì không. Nếu bầy sói tới tấn công,
thì chúng bắt buộc phải đi ngang qua đây. Một sông băng tăm tối, khắp nơi chỉ thấy tuyết bay kín trời. Tôi quan sát mãi không phát hiện ra thứ gì. Bầu trời thì dày đặc mây đen, không có chút ánh sáng nào chiếu xuống. Nhìn mọi thứ đều mù mờ không rõ. Bấy giờ anh Siêu Chê mới giật giật tay áo tôi, chỉ tay về phía dưới chân dốc. Tôi chăm chú nhìn theo, liền thấy trong màn đêm mịt mù gió tuyết có vài sợi ánh sáng xanh xanh le lói lay động. Tuyết rơi dày, nếu anh Sư Chê không chỉ cho tôi, tự tôi e là chẳng thể trông thấy được. Tôi bật đèn pin để nấc sáng yếu nhất, hùa tay xuống phía dưới làm hiệu, ý rằng đã phát hiện ra lũ sói mai phục, chuẩn bị tác chiến thôi. Bỗng anh Sư Chê nằm phục trên mặt băng nhảy bật dậy, lao xuống trần dốc, chạy thẳng vào trong bóng đêm nơi có tia sáng xanh lẻ lói. Tôi chưa ngừng chưa hiểu ra làm sao, không lẽ có biến cố gì chăng? Nhưng cũng không thể để mặc anh Sư Chê một mình mạo hiểm được. Bèn vội vã ôm lăm lăm khẩu M1911, chiếu đèn pin mắt sói chạy theo. Chỉ loáng thoáng nghe có tiếng gọi giật của bọn Tuyển Béo và Sơ Lê Dương: "Quay lại mau, hai người định làm gì vậy?" Anh Sư Chê chạy một lúc thì dừng bước, tôi cũng dừng lại theo. Đang định hỏi là có chuyện gì thì đã thấy 7-8 con sói lớn nằm la liệt trên mặt tuyết, cổ họng đều bị một hàm răng sắc nhọn cắn đứt, máu tươi cứ thế ổng ọc tuôn. Vài con còn thoi thóp lườm chúng tôi với ánh mắt cay nghiệt, song máu chảy quá nhiều đã không thể nào động đậy được nữa. Thần chết đã đến thăm chúng bất cứ lúc nào. Ánh xanh biếc chúng tôi nhìn thấy từ mỏm dốc bằng chính là mắt chúng. Anh Sư Chê ngồi xổm nhìn vết thương trên cổ con sói nói: "Con sói chúa lông trắng gầy già đấy, đêm nay chúng không tới nữa đâu." Nói đoạn rút con dao Tây Tạng chọc cho những con còn đang thòi thóp chết hẳn, rồi cùng chúng tôi trở về phía sau dốc bằng. Chúng tôi thông báo tình hình cho mọi người biết, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ngay từ đầu chúng tôi đã tính rất chuẩn xác, lũ sói định tấn công chúng tôi từ phía sau. Nhưng không biết đã xảy ra việc gì mà con sói chúa cắn chết nhiều đồng loại như thế, sau nữa lại lẳng lặng rút lui, khiến cả người thuộc lào bản tính của loài sói như anh Sư Chê cũng không thể hiểu nổi lý do. Sơ Lê Dương rậm rậm dốc băng dưới chân, nói dưới lớp băng này 99% là có tháp ma 9 tầng chúng ta cần tìm. Theo phong tục Ma Quốc, chỉ có quốc chủ và tà thần mới được an táng trong tháp, còn lại dù có địa vị cao như giáo chủ Luân Hồi Tông cũng không đủ tư cách, chỉ có thể được an táng ở trong hang băng xung quanh thánh địa. Trong trường thi ca ngợi thế giới chế địch Bảo Châu Hồng Sư Đại Vương, sói trắng là nô lệ yêu nghiệt của Ma Quốc. Chế địch Bảo Châu Đại Vương từng dẫn quân chiến đấu không biết bao nhiêu lần với bầy sói dữ do con sói chúa cầm đầu. Tuy Ma Quốc đã diệt vong từ xưa rồi, nhưng mối giao kèo tối cổ giữa quốc vương và bầy sói chưa mất đi hiệu lực, thành ra lời nguyền cũ vẫn còn đè nặng trên lưng loài sói. Có thể con sói chúa phát hiện ra tháp ma thờ cúng tà thần nằm dưới dốc băng này, ký ức xa xăm trỗi dậy, mới cắn chết mấy con sói để tế lễ. Chuyện này hơi giống truyền thuyết cổ về sói của thổ dân bên châu Mỹ. Phải chăng kẻ làm mờ này cũng như thế? Nghe Sơ Lê Dương nói vậy, tôi mới sực nhớ đã thấy trong mộ thất ở chùa Đại Phượng Hoàng trên núi Côn Luân tấm da sói khổng lồ và những bức phù điêu biểu thị cảnh sai khiến lũ lô lệ sói. Cho nên khả năng như Sơ Lê Dương phỏng đoán là có thể lắm. Đêm này nếu không bị bầy sói tấn công nữa thì có thể yên tâm đi ngủ. Ngày mai còn phải khai quật băng xuyên thủy tinh thì mọi người cùng lần lượt quay về lều trại nghỉ. Tôi đột nhiên nhớ đến cơn ác mộng ban nãy, cứ cảm thấy không kiểm tra thi thể Hàn Tục Na thì có điều gì đó rất không ổn. Nhưng tốt nhất nên bảo Minh Thúc một câu để tránh lão hiểu lầm lôi thôi. Tiện thể tôi khuyên lão tốt nhất nên hỏa táng thi thể của chị ta ngay trong đêm nay, mang cho về là được rồi. Mình thúc đầu óc mụ mị cả rồi, đang định bằng lòng thì bị anh Sư Chê cực lực phản đối. Hàn Thục Na từ lúc chết đến giờ còn chưa đủ một ngày một đêm,
linh hồn chưa lìa khỏi xác, nếu hỏa táng bằng ngọn lửa dữ, sợ là linh hồn người ta bị đày đọa khốn khổ vô cùng, đã không tốt cho người chết lại sẽ gây họa cho người sống chúng ta. Tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, tùy bọn tôi đều không tin mớ quan niệm này, đành đến đứng trước chỗ đặt thi thể của chị ta xem xét. Tôi hỏi Minh Thúc liệu có thể không phủ tấm thảm lên xác nữa mà buộc chặt lại. Làm như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Lão ta trầm ngâm một lúc mới gật đầu đồng ý. Tôi gạt ụ tuyết trên cái xác, vừa thò tay xuống chạm vào tấm thảm, đột nhiên lạnh toát cả người. Tấm thảm vông lên thành hình cung, bên trong trống rỗng, thi thể phía dưới đã không cánh mà bay. Tôi giật phát tấm thảm ra, chẳng biết từ lúc nào phía dưới đã xuất hiện một cái hố băng không to lắm, nhưng ở phía sâu bên dưới nữa lại có một khe băng rất lớn. Lẽ nào thi thể Hàn Thục Nà đã rớt xuống dưới ấy? Mọi người nhào ra quanh miệng hố xem xét. Tôi chĩa đèn pin mắt sói soi, phát hiện ra dưới vực băng sâu hút có một bóng người thoáng chạy vượt qua, lần nhanh vào chỗ tối. Tôi vội lê đèn theo thì thấy trên vách băng thẳng tuột bên trong khe băng ấy có một người phụ nữ đang thoăn thoắt bám tay chân vào mà di chuyển. Tuy chị ta quay lưng lại, nhưng nhìn mái tóc chúng tôi nhận ra ngay chính là Hàn Thục Nà. Tuyền Béo dừng súng định bắn, tôi vội cản lại lớn tiếng gọi: Hàn Thục Nà, chị định đi đâu vậy? Hàn Thục Nà rõ ràng nghe thấy tiếng chúng tôi, cũng cảm nhận được có mấy chiếc đèn pin đang dọi vào, liền từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt vốn bị đốt thành tro đen ngòm của chị ta không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mảng trắng bệch, chỉ còn hai hàm răng, chẳng có mắt mũi gì cả. Hàn Thục Nà bám trên vách đá thẳng đứng dưới khe băng, quay đầu lại, khuôn mặt trắng toát. Khoảng cách từ chỗ chị ta đến chỗ chúng tôi xa gần hết mức chiếu sáng của đèn pin. Để nhìn rõ hơn, tôi trườn qua cả mép hố băng, vươn người thò đèn pin soi xuống dưới. Tuy chỉ thấy mờ mờ, nhưng cũng cảm nhận được là người phụ nữ trên vách băng kia đã không còn là người nữa. Mình Thúc cũng dọi đèn pin xem, nhắc thấy khuôn mặt Hàn Thục Nà thì sững sờ, chân tay lập tức mềm oặt. Chiếc đèn pin rời tay lăn thẳng xuống khe băng. Nếu không có Peter Hoàng kéo lại, lão ta cũng đã rơi hút xuống bên dưới rồi. Hàn Thục Nà đột nhiên mọc đầu ra khuôn mặt trắng bệch, bị chiếc đèn pin rơi xuống làm cho kinh sợ, tức tốc bỏ xuống phía dưới vực băng đen thẳm, mất hút trong bóng tối. Chúng tôi cúi người nhìn theo, định ước lượng độ sâu của vực băng, nhưng chỉ thấy sau khi rơi xuống, chiếc đèn pin nhanh chóng chỉ còn là một đốm sáng lăn đi, mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng bị nuốt vào khối đen đông đặc bên dưới. Tôi và Tuyền Béo thấy vực băng sâu hùn hút như không đáy, bật giặc nhớ đến động quỷ năm xưa. Sư Lê Dương lập tức móc móc cố định cuộn dây thừng leo núi lên mình, nói với tôi: chúng ta mau đuổi theo. Xem bộ dạng của Sư Lê Dương có vẻ muốn xuống vực băng đuổi theo Hàn Thục Nà, tôi thoát nghĩ ra, liền hiểu rõ ý nghĩ của Sư Lê Dương. Thi thể của Hàn Thục Nà không rõ đã xảy ra thay đổi gì, tuy chị ta vừa thấy mọi người đã chạy trốn xuống hố sâu trong vực băng, nhưng đó chính là hướng trích thẳng xuống lầu ma 9 tầng dưới dốc băng. Lẽ nào chị ta lại chạy thẳng xuống chỗ có băng xuyên thủy tinh thi? Phải tìm được chị ta trước khi sự việc tồi tệ hơn. Tôi cũng lập tức chuẩn bị dây thừng, cùng Sơ Lầy Dương bật hết cả nguồn sáng trên mình, bám dây đổ xuống. Mặt băng trong vực trơn lạ thường, căn bản không có điểm đỡ để chống chân. Đèn ống huỳnh quang xanh lét và đèn chiếu chiến thuật trên mình dọi lên vách băng trơn nhẵn như gương, hắt ra những tia sáng kỳ ảo, khiến cảm giác hết sức trời vời. Vừa tụt xuống độ sâu mười mấy mét đã đánh mất hoàn toàn cảm giác phương hướng. Chúng tôi đành phải tạm dừng lại để định vị phương hướng. Vực băng chật hẹp này sâu hun hút tựa như vô tận vậy. Sở Lê Dương nói cái vực này ít nhất cũng còn sâu mấy trăm mét nữa. Chỗ sâu nhất có thể là mạch nước sót lại của cái hố gọi là
biển tai họa kia. Đèn pin của Minh Thúc rơi xuống nước nên mới không thấy đầu nữa. Nói đoạn liền ném một cây đèn hình quang xanh lét mới biến ra khỏi tầm mắt. Chúng tôi áp tai lên vách băng nghe ngóng, thấy thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy vọng lên. Hàn Thục Na di chuyển trách xuống phía dưới. Chúng tôi thả dây theo chiều thẳng đứng. Muốn đuổi chị ta, bắt buộc phải đu dây sang ngang. Chúng tôi thử làm vậy, song vách băng quá trơn, rất khó di chuyển. Cuối cùng tính dùng đến dụng cụ, định gầm cuốc leo núi vào vách băng, mượn lực dịch chuyển vào trong. Có điều vừa bổ cuốc vào đã thấy băng vỡ liên tục, sợ là vực băng có hiện tượng rạn nứt. Sông băng Long Đỉnh nằm ở một độ cao đặc biệt so với mực nước biển, thuộc loại sông băng có độ cao thấp. Hàng năm đều có thời kỳ tan chảy bề mặt, kéo dài chừng 2-3 tháng. Riêng lớp băng dày hàng trăm mét ở giữa thì xưa nay vẫn vậy, không hề suy chuyển. Chúng tôi tới đây vào thời điểm không thích hợp cho lắm, đúng vào cuối mùa băng tan và trước khi rất ẩm ập đến, quãng thời gian sông băng giòn yếu nhất. Trong lòng sông băng lại có vô số khe băng, hốc băng, hố băng tự nhiên và hơn mấy trăm mộ huyệt luân hồi tông, thật y như bước vào một tổ ong vò vẽ. Ngày thường thì chẳng nói làm gì, tháng 9 là lúc băng dễ vỡ nhất. Tuy mấy nghìn năm nay chưa có biến động địa chất nào quá lớn, nhưng đã ở vùng biển tai họa, người ta chắc chắn không thể lường được bất trắc có thể xảy ra lúc nào. Nói là vậy, nhưng các sự vật hiện tượng đều có mặt này mặt nọ. Thời kỳ sông băng yếu giòn dễ vỡ nhất lại chính là lúc cực kỳ thuận lợi để khai quật lầu ma 9 tầng nằm sâu dưới kia. Còn như bắt tay hành động sau đợt rét ẩm sẽ tốn công tốn sức hơn nhiều. Bọn Minh Thúc Tuyền Béo ngồi trên cũng nóng ruột cho sự an toàn của chúng tôi, lớn tiếng gọi vọng xuống, bảo thôi quay lại đi, đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm. Bên ngoài cứ gào ầm ĩ thì không cảm thấy gì, nhưng tiếng gọi theo gió thốc xuống cho bọn tôi khiến cả vách băng cơ hồ đang run rẩy. Tôi và Sơ Lê Dương vội dọi đèn pin chiếu ngược lên, chớ có to mồm gọi nữa, kẻo vách băng nứt sập xuống chôn sống bọn tôi ở chỗ lạnh lẽo đen ngòm này mất. Tốc độ di chuyển của chúng tôi trên vách băng chậm hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu, lại còn không đi ngang được. Vực sâu tối tăm phức tạp thế này, dụng bình trọng cái thần tốc, giờ tuột mất thời cơ rồi, không thể đuổi kịp Hàn Tục Nà được nữa. Sư Lê Dương nản chí lắc đầu nhìn tôi, xem ra đành bỏ cuộc, tốt nhất hắn tạm thời leo trở lên, nghĩ cách khác vậy. Chúng tôi giật giật dây chuẩn bị quay lên, rồi dùng đèn pin vạch hình chữ thập cho người bên trên thấy. Bọn Tuyền Béo hiểu ý, lập tức hỗ trợ tôi và Sơ Lê Dương từ từ đi lên. Do không có chỗ trụ chân, mỗi khi va vào vách băng lại bị văng ra, thân mình không làm chủ được sẽ quay tròn một vòng giữa khoảng không. Đang lúc bị xoay người như thế, tôi chợt thấy một phụ nữ bò trong chỗ tối đen ở mé đối diện. Nửa thân dưới của chị ta khuất trong khe nứt, chỉ thò ra phần thân trên. Khuôn mặt là một mảng trắng hếu trống trơn, nhè ra độc hai hàm răng. Nhìn đến mái tóc và bộ đồ màu vàng trên mình chị ta thì đích thị là Hàn Thục Nà rồi. Tôi vốn tưởng chị ta đã xuống vực sâu, nào ngờ đã kịp bò lên cách chúng tôi không xa, lẩn lút trong một cái khe khuất tầm mắt. Đúng lúc bọn tôi định quay lên trên thôi không đuổi theo nữa thì chị ta lại đột ngột xuất hiện. Vậy là muốn cái gì đây? Tôi giật nhẹ tay Sơ Lê Dương cùng dừng lại. Sơ Lê Dương thấy Hàn Tục Nà trong kẽ băng bỏ ra cũng hết sức bất ngờ. Cánh tay tôi buộc sẵn đèn pin, chỉ cần giơ ra là luồng sáng dọi thẳng về phía Hàn Tục Nà. Trong vực băng sâu lạnh, kể cả đèn pin mắt sói cũng chỉ có thể soi sáng trong phạm vi không quá 20 mét thôi. Nhưng cự ly như vậy là đủ vừa soi tới kẽ băng có Hàn Tục Nà đang thò tới. Hàn Tục Nà, trước khi chúng tôi điều tra ra chị ta đã biến thành thứ quỷ quái gì, hắn cứ tạm gọi như vậy đã. Dường như không hề có bất kỳ phản ứng gì với luồng sáng dọi vào, vẫn nằm sấp trên kẽ băng,
lộ một nửa thân người, tuyệt đối bất động. Khuôn mặt Hàn Tục Nà không có mắt mũi, hai hàm răng cứ nhe ra một cách vô hồn. Thành ra bọn tôi cũng chẳng biết chị ta đang buồn hay tức giận. Đôi bên cứ ngây đờ ra. Một hồi sau tôi trấn tĩnh lại. Quần nợ kia nhất định không phải là người nữa rồi, cũng không phải cái thây ma bình thường. Có điều bất kể nó là cái mẹ gì, sợ cũng chẳng có ý định tử tế đâu. Tôi rút khẩu M1911 ra lăm le định bắn, còn chưa kịp mở khóa an toàn đã thấy bị vỗ nhẹ vào vai. Sư Lê Dương ở sau lưng tôi cảnh báo: dừng tay, vách băng nứt vỡ ra bây giờ. Chưa đợi tôi kịp thu súng về, Hà Tục Na không có khuôn mặt kia bất thình lình lao ra như tia điện, vụt ra khỏi khe băng đang náu mình, dang rộng tay chân xoẹt xoẹt bò thoăn thoắt về phía chúng tôi như một con thằn lằn khổng lồ. Tôi và Sơ Lê Dương thấy tình hình không ổn, không dám chủ quan, liền dốc sức kéo dây vội vã thoát khỏi vực. Nghĩ cách tốt nhất là làm sao dụ được Hàn Tục Na lên trên sông băng. Tốc độ leo dây của chúng tôi đã nhanh, Hàn Tục Na bò trên vách băng còn nhanh hơn. Cách miệng vực chưa đầy 5-6 mét, khuôn mặt trắng nhợn của Hàn Tục Na suýt soát chạm mũi giày của Sơ Lê Dương. Tuyền Béo và anh Sư Chê ở bên trên thấy rõ tình thế, không đếm xỉa mình thúc cố cản, chĩa súng thẳng vào hố băng, bắn đoàn ngay mặt Hàn Tục Nà. Tôi ngoái xuống, thấy trên khuôn mặt bềnh bạch của Hàn Tục Nà thủng ra hai cái lỗ, cơ thể bị xung lực của đạn đánh bật, rơi xuống quãng mấy mét thì mắc lại. Từ chỗ đó chị ta lại ngước bộ mặt trống trơn, không có mắt mũi lên, hai lỗ đạn lập tức liền lại. Vực sâu cũng bị tiếng súng làm cho rúng động, những tảng băng vỡ ào ào rơi. Dường như cũng biết sợ nguy hiểm, Hàn Thục Nà lật nhanh vào một cái kẽ. Tôi và Sư Lê Dương cũng vừa vặn lên tới nơi, đưa mắt nhìn lại, thấy vài khối băng lở to tướng đã bịt kín cái kẽ kia. Có muốn đuổi theo Hàn Thục Nà lần nữa cũng hết cơ hội rồi. Mà lòng sông băng này nhằng nhịt phức tạp như cái tổ ong, ai biết được chị ta sẽ lại từ đâu đó chùi ra. Trong khi đó, súng đạn dường như không có tác dụng gì đối với chị ta. Giữa đêm tối mù mịt, lại chứng kiến chuyện hang đường đến thế. Thời khắc chỉ vừa qua nửa đêm, khá lâu nữa mới tới sáng, gió tuyết cũng khó dự đoán lúc nào ngừng. Xem ra đêm này đừng mong ngủ yên giấc. Mọi người lấp kín hố băng, trở vào trong lều nằm cho ấm, chằn chọc thao thức. Tuy mệt bã nhưng chẳng ai ngủ được, bèn ngồi dậy bàn chuyện Hàn Tục Nà. Peter Hoàng nói: có lẽ chị ấy chưa chết, chỉ là bị trọng thương, chôn trong tuyết lại tự nhiên sống dậy. Tuyền Béo cãi: làm gì có chuyện. Peter Hoàng, ông đừng có nói bừa thiếu suy nghĩ. Chúng ta ai cũng đều tận mắt nhìn thấy, đầu đã cháy rụi 1/3, như thế mà còn chưa chết, sợ là thiên hạ này chẳng có ai chết cả. Trông cái mặt quá nửa đã mọc lông trắng ơn ẩn của bà ấy, cầm đoàn ấy là biến thành cương thi tuyết sơn rồi. Quả này giật giật khó đối phó đây. Tôi giữ yên lặng, chưa mở miệng, cảm thấy sự việc rất quái lạ, chứ không thể đơn giản như vậy được. Sơ Lê Dương hỏi A Hương: có thấy điểm gì đặc biệt không? Mới hay A Hương từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra nhìn. Cả đám mỗi người một lý, tranh luận hồi lâu không đầu vào đâu. Cuối cùng anh Sư Chế đột nhiên vỗ tay đánh đét: lúc các vị lạt ma Tây Tạng luận thiền cũng rất hay làm động tác này, tỏ ý tỉnh ngộ, hoặc giả đó là cách khiến ký ức của mình thêm sâu hơn. Hồi trẻ anh Sư Chê thường xuyên theo các lạt ma vào núi hái thuốc, nên cũng có thói quen ấy, rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó. Cả đám bọn tôi lập tức hết xôn xao để nghe anh Sư Chê nói: chị ta đúng là bị dì lạc tuyết nhập rồi. 2 năm về trước cũng có mấy đồng chí của viện địa chất bị như vậy, nhưng ở trên vách ma kiết núi Cồn Luân kia, quanh vùng Ke La Mơ này thì chưa thấy bao giờ. Dì lạc tuyết ở Côn Luân so với ác quỷ phải nói là đáng sợ hơn rất nhiều,
thi thể của Hàn Thục Na bị nhập vào sẽ mỗi lúc một to lớn. Anh Sư Chế đang định kể chuyện Di Lạc Tuyết hại người và súc vật ở núi Côn Luân ra sao, đột nhiên ngậm miệng, thắt một cái vẻ mặt dường như đông cứng lại. Bọn Bình Thúc, Peter Hoàng, A Hương ngồi bên cạnh cũng không khác gì. Ánh mắt dồn cả lên mảng trần lều sau lưng chúng tôi, như thể trông thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt vải bạt in hai dấu bàn tay to lù lù, từ trên ngoài ấn vào. Ở khoảng giữa lại có một dấu tròn tròn cũng rất lớn, hình dạng giống như một bộ mặt người nhưng lại phẳng, tỷ lệ gấp đôi của người bình thường. Thứ quái đản đó dường như đang định xé toạc vải bạt để chui vào lều. Hai bàn tay to tướng phát hãi, quèo quào sồn sột đè xuống, khiến căn lều kêu răng rắc, chỉ trục đổ xuống. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.